Chào các bác nhé, đây là chuẩn bị để bốc hàng lên tầng 4. Đồ thờ. Đỡ ra. Một sập thờ. Một bộ sập thờ và một chiếc sập ngồi. Chuẩn bị lắp vào đây các bác ơi. Giờ là đi xuống tiếp tục. Bây giờ là chiều muộn, nó rất là đói à. Mẹ trưa này phải ăn bánh mì này. Mãi ăn 3 giờ mới xong. Đây cũng bị thế, lên tầng 4 này thôi. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nha. Hiện tại là ngày 20 Tết. Những ngày cuối năm 2020 thì cơ sở đồ gỗ Tùng Tám có đến là bàn giao gia đình khách hàng là anh Thắng Giang tại thành phố Việt Trì, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì. Một bộ đồ thờ đây, bao gồm một chiếc sập ngồi và một chiếc sập thờ, cũng như là cái sản phẩm đài nến ở bên trên này. Đây, vừa lắp đặt vào không gian và thì chúng tôi có vận chuyển, hiện tại đang ở trên tầng 4 các bạn, đang ở trên tầng 4 và rất là vất vả có thể vận chuyển những cái sản phẩm lên trên tầng 4 này. Thì đây, sản phẩm vừa lắp đặt cũng như là vợ chồng khách hàng đây các bạn, anh Thắng các bạn nhé. Đây là phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì. Không gian phòng thờ rất là đẹp. Thì tôi có quay lại video clip làm kỷ niệm, còn quý vị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987 510 816, địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ nhé. Tôi lướt qua một vài đường nét chi tiết của cái sản phẩm này. Chiếc sập thờ này kích thước là chiếc sập ngồi kích thước là 1m6 x 2m. Đây là mẫu sập chám mai, sập ngũ phúc chám mai. Trên này là chiếc bàn thờ chân 22 cụ mít tứ linh. Thì hiện tại chiếc bàn thờ cũ này thì là vẫn chưa được ngày giờ tốt nên là vẫn để tạm ở đây, thì khi được giờ ngày mai thì là khách hàng sẽ cho vào bên trong. Chúng tôi lắp bên trước ở bên ngoài đây. Rất là đẹp quý vị nào quan tâm hoặc là muốn sở hữu thì có thể liên hệ trực tiếp với bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám quý vị nhé, có thông tin ở trên màn hình đây. Đây là cô chủ nhà. Ok mọi người. Đây.